Grab Việt Casting trong buổi thứ hai vẫn nhận được đông đảo các thí sinh đăng ký tham gia. Tính đến nay đã có hơn 4.000 thí sinh tham gia vòng loại, tuyển chọn 50 thí sinh xuất sắc để tham gia vào chương trình. Trong đó có nhiều rapper đã có tên tuổi trong giới under cũng đã tham gia. Việc số lượng tham gia quá lớn, tỷ lệ chọi quá khủng một loại 80. Không khó hiểu khi nhiều rapper đã có tên tuổi và rất được sự kỳ vọng của cộng đồng fan cũng phải ngậm ngùi ra về. Đó là lý do Rap Việt mùa 2 càng đáng được mong đợi. Cụ thể, chia sẻ trên trang cá nhân nam rapper Ku và rapper Zico đã thông báo là đã bị rớt casting. Rapper The Night cũng xác nhận rằng anh đã rớt vì lý do quyên lời liên tục chứ không liên quan đến drama gì hết. Được biết trong quá khứ, anh từng có bài nhạc diss các huấn luyện viên chương trình Rap Việt mùa 1 là Huawei và Kazik. Nam rapper còn chia sẻ cho biết thêm, dù đi casting tuy không được như mong muốn, nhưng cũng thu được khá nhiều bài học. Dù chơi rap lâu năm nhưng mình ít va chạm thực tế, vì chủ yếu chỉ đăng nhạc trên mạng và ít sinh hoạt cùng cộng đồng hip hop, nên việc khả năng thực tế và kinh nghiệm sân khấu. Khi đi casting không bằng các bạn trẻ bây giờ là chuyện hết sức bình thường, mình vui vẻ chấp nhận điểm yếu đó và chấp nhận kết quả, nhất định mình sẽ cố gắng rèn luyện nhiều hơn nữa và sẽ trở lại Rap Việt mùa tiếp theo. Cảm ơn tất cả anh em bạn bè đã có lời động viên gửi đến mình và xin chúc mừng những bạn đã thi đậu. Ngoài ra còn có rapper Tony TK cũng chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, anh cho biết phần thi của anh chưa được tốt 100% vì lý do sức khỏe và cơ hội mỗi người là ngang nhau. Nhưng bị loại ở vòng casting thì nam rapper không phục vì chưa được hoàn thành hết bài thi của mình. Anh mong muốn ban giám khảo làm cho mình phục, nếu có thể cho anh được bay ra Hà Nội casting lại. Được biết trong quá khứ nam rapper cũng từng có chắc đít huấn luyện viên Binzy. Cũng như thời nay, việc chia sẻ này nhận được nhiều bình luận trái chiều từ fan. Tony TK chia sẻ thêm, anh cho rằng mình làm việc này không phải vì hiếu chiến, cũng không phải vì bẽ mặt với các anh em đi casting có mặt ở đó. Đối với anh đây là một cơ hội và sẽ đấu tranh tới cùng. Ngoài ra còn khá nhiều gương mặt như Phúc Say cũng không thể cạnh tranh với các nhiều nhân tố trẻ đầy tiềm năng. Các bạn đang nghe bản tin hay ho Rap Việt, bấm theo dõi để ủng hộ và cập nhật thêm những thông tin mới nhất. Ê, anh đây chơi đi thơ, biết con biết trên cổ mày đi đại đồ bay đi từ các em thật lòng quay thai bị gì nên khen u chơ bước mặt tính hồ trừ ngày tụi đây em chơi bộ kim hợp với rắc kịp bốn người xứng tập lên ngày hôm nay hôm là tôi đi bay xa mà thắc mắc ra cho tôi thật ngầu.